I would like to talk about one subject. Vietnam Triumphs! Hi, I am Lieutenant Nguyễn Ngọc Khánh Linh. My name is Tung, I'm 27 years old. Hơn 90.000 thí sinh tham gia với hơn 1 triệu lượt dự thi. Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 3 năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đã đánh dấu sự thành công trong việc tạo ra sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ trẻ toàn quốc. Khánh Linh, cán bộ trẻ duy nhất của Cục Đối ngoại Bộ Công an, lọt vào vòng chung kết năm nay của cuộc thi. Linh theo đuổi niềm đam mê tiếng Anh từ khi còn là sinh viên đại học. Lần đầu đến với cuộc thi, bên cạnh sự hồi hộp là lòng quyết tâm và tự hào khi là một trong 5 thí sinh thuộc khối lực lượng vũ trang góp mặt trong đêm chung kết. Cuộc thi dành cho cán bộ và với quy mô toàn quốc, một cuộc thi rất là lớn nên là mình cũng có một chút lo lắng, hồi hộp, và cuộc thi cũng ra trong bối cảnh dịch bệnh nên là rất là hạn chế về số lượng khán giả đến cổ vũ, nên là nó cũng là một chút thiệt thòi cho các bạn thí sinh. Tuy nhiên thì cùng với các bạn thí sinh có mặt trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cố gắng cổ vũ động viên cho nhau để có thể vượt qua được vòng thi hôm nay một cách xuất sắc nhất. Bên cạnh các thí sinh đến từ khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có sự góp mặt của các thí sinh đến từ khối các cơ quan doanh nghiệp, đoàn thể khắp mọi miền Tổ quốc. Lọt được vào đến vòng chung kết thì đều là tinh hoa của những tổ chức cả, và mình đến với sân chơi này với tinh thần là làm hết sức và học hỏi, giao lưu. Tinh thần của đội thì sẽ là chưa chắc đã phải là đội giỏi nhất, nhưng sẽ là đội quyết tâm cao nhất. Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ được chia thành 5 đội chơi, bao gồm đội VZ, đội Fabulous, đội Challengers, đội DNA và đội Braveheart. Mỗi đội chơi trải qua 3 phần thi giới thiệu, phần thi trả lời các câu hỏi kiến thức và phần thi tranh biện. Kết thúc vòng chung kết, đội Fabulous với 3 thành viên là 3 cô gái trẻ năng động đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Giải nhì thuộc về đội DNA, giải 3 thuộc về đội Braveheart và giải khuyến khích thuộc về đội Challengers và VZ. Năm nay như các bạn đã biết là một năm rất là đặc biệt khi mà dịch bệnh COVID diễn ra ở khắp mọi nơi, nên là chúng tôi cũng phải thích ứng với lại cái tình hình hiện nay để thay đổi cái phương thức triển khai cuộc thi. Năm nay cơ bản thì chúng tôi áp dụng hình thức online, trực tuyến. Nếu các bạn để ý thì lễ khai mạc chúng tôi cũng thi trực tuyến. Giờ đến vòng chung kết thì chúng tôi cũng áp dụng công nghệ trực tuyến, cả trực tiếp và trực tuyến. Đấy không phải là một trở ngại, mà là ngược lại, các bạn lại rất là chịu khó để tham dự với cuộc thi của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất là nhiều thí sinh của chúng tôi lại là những cái chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Thì tôi đánh giá rằng là các bạn càng ngày càng thấy rằng sân chơi này là một sân chơi bổ ích, là một môi trường rất là bổ ích cho các bạn được học tập, được rèn luyện và được nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của các bạn. Cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2019 đến nay. Đây là sân chơi để mỗi cán bộ trẻ thể hiện năng lực, rèn luyện trình độ tiếng Anh, qua đó góp phần triển khai đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022.